Dưới sự chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát Cơ động đã đột nhập quán karaoke Hoàng Phúc ở số 36 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. Chủ quán karaoke này là ông Nguyễn Hoàng ở phường Tân Thành. Tại thời điểm kiểm tra, đã quá nửa đêm nhưng trong 8 phòng của quán còn có 55 thanh niên nam nữ đang tổ chức hát nhảy quay cuồng. Trong đó, ở 6 phòng còn nhiều thanh niên đang có biểu hiện phê ma túy, bật nhạc to và nhảy múa điên loạn. Kiểm tra tại các phòng này, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật ma túy đá, ketamin dùng để hít, thuốc lắc và cỏ Mỹ. Sau khi đưa đi xét nghiệm kiểm tra, có 34 thanh niên dương tính với chất ma túy. Bước đầu, các đối tượng này khai nhận đã mua các chất ma túy rồi rủ nhau đi hát karaoke để tổ chức sử dụng. Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã đưa toàn bộ số thanh niên này về trụ sở công an để phân loại, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc này lại rung lên lời cảnh báo về vấn nạn thanh niên tụ tập sử dụng ma túy trong các quán bar, vũ trường, karaoke đang ngày càng gia tăng phức tạp hiện nay.